Số 1470 Đại Tỳ Kheo Tam Thiên Oai Nghi. Hán dịch: Tam Tạng An Thế Cao, nước An Tức đời Hậu Hán. Quyển thượng: Đệ tử của Đức Phật có hai hạng, một là tại gia, hay là xuất gia. Người tại gia ban đầu lấy việc thọ năm giới làm gốc, để ngăn ba đường ác, cầu phước trời người. Vì họ chưa thể dứt bỏ hẳn sự phiền lụy của gia đình, quyến thuộc, nên lại được trao thêm ba giới giữ, hỗ trợ cho năm giới trước trong một ngày một đêm để gieo nhân duyên xuất gia nơi đời vị lai. Người xuất gia thực hành có bắt đầu có kết thúc, bao gồm các bậc thượng trung hạ. Người xuất gia bậc hạ trước hết phải lấy 10 giới làm gốc, thọ trì suốt đời. Tuy bỏ gia đình quyến thuộc nhưng vẫn còn nhiều việc của người thế tục. Người xuất gia này đối với giới cụ túc thì vẫn còn là giới tại gia, nên gọi là xuất gia bậc hạ. Người xuất gia bậc trung phải sẽ bỏ các sự việc ràng buộc, thọ đủ 84.000 nhân duyên hướng đạo. Tuy sẽ bỏ các việc ràng buộc tạm nghiệp, nhưng các nghiệp thân khẩu ý chưa thể hoàn toàn thanh tịnh, vẫn còn nội kết trong tâm, chưa được giải thoát, không thể sánh kịp. Người xuất gia bậc thượng nhưng hơn hẳn người xuất gia bậc hạ, nên gọi là bậc trung. Người xuất gia bậc thượng có căn thông lợi, tâm mạnh mẽ, có thể xóa bỏ các kết xử ràng buộc. Người đã xả bỏ kết xử ràng buộc thì đạt được thiền định trí tuệ, tâm được giải thoát. Người đã được giải thoát thì các nghiệp thân khẩu ý thanh tịnh, ra khỏi nhà phiền não, ở nơi yên tịnh mát mẻ, đó gọi là người xuất gia bậc thượng. Người xuất gia bậc trung chỉ vừa mới thọ giới cụ túc, chưa thể thấu trạc các oai nghi phép tắc của sa môn, cần phải ý chỉ các vị trưởng lão có đức hạnh. Vì Thế Tôn giả Ubali Ly hỏi Đức Phật: phải thành tựu bao nhiêu pháp thì mới không cần ý chỉ? Đức Phật đáp: thành tựu 25 pháp thì không cần ý chỉ. Nói đầy đủ thì 25 pháp, nói tóm lược thì chỉ cần biết giới của hai bộ làm gốc. Nay chỉ cần thành tựu 10 pháp. Một là không biết rõ sự chung hay riêng của giới của hai bộ. Sự chung hay riêng là sự giống hoặc khác trong một thiên, hoặc nhẹ trong giới tỳ kheo và nặng trong giới ni, hoặc nhẹ trong giới ni và nặng trong giới tăng, hoặc có ở trong thiên trước và không có ở trong thiên sau, hoặc có ở trong giới của mình và không có ở trong giới khác, hoặc có ở trong giới khác mà không có ở trong giới của mình. Không biết cách phân bộ đối với các giới như vậy gọi là không biết giới. Hai là không biết đó là tội hay chẳng phải tội, hoặc là có tội đối với Phật Pháp nhưng không có tội đối với thế gian, hoặc có tội đối với thế gian mà không có tội đối với Phật Pháp, hoặc vừa có tội đối với Phật Pháp vừa có tội đối với thế gian, hoặc chẳng có tội đối với Phật Pháp và cả nhân gian. Có tội đối với Phật Pháp nhưng không có tội đối với thế gian là tội cất chứa của cải dư và lì y sau khi đã chế giới, vân vân. Tội đối với thế gian chẳng phải tội đối với Phật Pháp, là tội sát sanh, trộm cướp khi chưa chế giới. Tội đối với Phật Pháp và thế gian là tội tà dâm, dối gạt trước và sau khi chế giới. Chẳng có tội đối với cả Phật Pháp và thế gian là chặt cỏ cây trước khi chế giới. Tỳ kheo nào ăn thức ăn dư, thức ăn được ngủ chung qua đêm, thức ăn để cách đêm, phạm tội. Nếu được tịnh nhân dân thì không phạm tội. Không biết các việc như vậy thì gọi là không biết tội hay chẳng phải tội. Ba là không biết tội nhẹ hay tội nặng. Không biết tội nhẹ là như sa di phạm giới dâm một lần, hết sức xấu hổ, thẹn thùng, đến chết không tái phạm, suốt đời sống yên ổn, không nhận lời thỉnh của người. Cha tha thiết cầu xin đại chúng cho phép thọ giới tỳ kheo trọn đời huyến hóa lạc phước. Những người như vậy tuy hiện đời không đắc đạo, nhưng vị lai sẽ chịu tội nhẹ, đó là không biết tội nhẹ. Không biết tội nặng là như trong thời Phật Ca Diếp có tỳ kheo hái lá diêm bị đọa làm rồng, đến nên quả báo chưa hết, do không biết phạm giới nhẹ mà mắc tội nặng.
đó gọi là không biết tội nặng. Bốn là không biết tội có thể cứu hay không thể cứu. Tôi có thể cứu như trộm lấy tiền của một người, sau đó trả lại cho chủ, hoặc giết chiên đà la mà không biết tội có thể cứu trong tội không thể cứu. Đó gọi là không biết tội có thể cứu, không biết tội không thể cứu. Đó ở trong 30 pháp xả đọa, sinh y tốt, giới ý thân quen, sau đó chủ y đòi lại, nó không trả lại mà y đó có giá 5 tiền trở lên, phạm ba la di, không biết bên trong tội có thể cứu, có tội không thể cứu. Đó gọi là không biết tội không thể cứu. Năm là không biết giới, được chế một lần, nghĩa là có giới từ đầu đến cuối không có khai, hoặc có một lý do khai một lần, đó là không biết giới chế một lần. Sáu là không biết giới được chế hai lần trở lên, đó là có giới do hai ba nhân duyên hợp làm một giới, hoặc có nhân duyên được khai hai lần cho đến sáu lần, đó gọi là không biết giới chế hai lần. Bảy là không biết giới chế riêng cho trường hợp đặc biệt như ở cõi nước thanh tịnh thì không cần nhận thức ăn. Ở cõi nước thờ nước thì không tẩy tịnh khi đi đại tiểu tiện. Ở cõi nước có tuyết lạnh thì được mặc y nhiều lớp. Tỳ kheo ở những cõi nước như vậy thì không phạm nhân đến nước khác mà làm việc ấy thì phạm. Đó là không biết giới chế riêng cho trường hợp đặc biệt. Tám là không biết chế giới cho mọi trường hợp như sắc sanh, không có nước nào không ngăn cấm, đó là không biết giới chế cho tất cả mọi trường hợp, chính là không biết yết ma bồ tát. Bồ tát nước tận gọi là sống yên tịnh, nghĩa là nuôi dưỡng trường hợp giữa tỳ kheo, hoặc là 101 pháp yết ma mà không biết hòa hợp, đó gọi là không biết bồ tát. Mười là không biết yết ma tự tứ. Tự tứ là cầu xin người khác nêu ra lỗi của mình, nói cho mình những lỗi mà thấy nghe nghi, nâng người trở lên làm yết ma đơn bạch. Khi tự tứ đông phải sai hai người làm người tự tứ. Lý do sai hai người là khi tăng tự tứ xong, hai người ấy phải tự hướng về nhau để nêu ra tội, không được xin tự tứ nơi người khác, bởi vì người khác không được tăng sai 2, 3, 4 người thì tự tứ bằng cách nói 3 lần. Một người thì tâm nghĩ miệng nói, nếu không biết việc ấy thì gọi là không biết tự tứ. Nếu hoàn toàn không biết 10 pháp trên thì khi tuy đủ hoặc hơn 5 hạ cũng phải ý chỉ vị trưởng lão của đức. Nếu không ý chỉ thì mỗi ngày phạm một đột kiết la. Nếu biết 10 pháp trên và đủ 5 hạ thì được lìa thầy ý chỉ. Khi đã lìa ý chỉ phải học pháp làm thầy, đủ 10 hạ được độ người khác. Nếu không biết năm pháp thì trọn đời không được độ người. Năm pháp ấy là: một, thông suốt giới của hai bộ; hai, nó có thể giải quyết những phân vân và tội lỗi của đệ tử; ba, là đệ tử ở nơi xa thì có thể làm cho đệ tử đến; bốn, là có thể phá tà kiến của đệ tử và dạy dỗ không cho làm ác; năm, là nếu đệ tử bệnh thì có thể chăm nom như cha nuôi con. Ai thành tựu năm pháp này và đủ 10 tuổi hạ thì được làm hòa thượng độ người khác. Nếu không biết việc ấy thì trọn đời không được độ người khác. Nếu độ phạm tội đột kiết la, đã lìa ý chỉ thì được độ người, đã độ người khác thì sẽ có độ chúng, và cần phải biết pháp tập hợp chúng.
Trong chúng nếu không có người biết pháp thì dù cho trăm người ngàn người cũng không được ở một chỗ. Vì Thế Tôn giả Ubali hỏi Đức Phật: thế nào là tỳ kheo ở chung một chỗ giống như gia công? Đức Phật đáp: đó là tỳ kheo không biết bốn pháp. Một là không biết trước giới. Không biết giới nghĩa là chưa thông suốt về giới chung và riêng, phân xử thuận theo kinh điển. Hai là không biết việc trước giới. Ngày 14 và 15 nên thuyết đủ hay thuyết tấm lượng. Bốn người trở lên thì phát thệ để điểm danh rồi thuyết đầy đủ. Hai người, ba người thì thuyết giới bằng cách nói ba lần. Một người thì tâm nghĩ liền nói: khi thuyết giới nó có tai nạn phát sinh, thì sau khi nói bài tựa của giới xong, phải yết ma bạch nhất. Hôm nay có việc phát sinh, đừng nói bài tựa của giới xong. Những việc khác thì như tán thường nghe. Nếu không biết việc trên thì gọi là không biết việc thuyết giới. Ba là không biết yết ma, nên bạch nhất là bạch nhị, nên bạch nhị là bạch tứ. Làm yết ma phi pháp biệt chúng, yết ma phi pháp là trước yết ma sau bạch, đương sự không có mặt. Nếu người ấy có mặt thì không nêu ra việc này và lập tức làm yết ma. Biệt chúng là cần gỡ dục mà không nhắn gửi, đương sự yết ma ở bên ngoài cương giới. Chúng ta yết ma bên trong cương giới, kết nội giới xong mới kết ngoại giới. Đó là yết ma phi pháp biệt chúng, hoặc là chúng phi pháp tụ tập lại một chỗ, hoặc là chúng hòa hợp Bồ Tát phi pháp. Những trường hợp như vậy gọi là không yết ma. Bốn là không biết hội tòa, nghĩa là lúc nói giới từ tứ có thì kheo khách đến, nên thuyết giới lại hay không nên thuyết giới lại, nên nghe theo thứ lớp hay không nên nghe theo thứ lớp. Tỳ kheo đã đến trước nên ra khỏi cương giới mà lại bảo tỳ kheo khách ra khỏi cương giới. Hoặc có lúc khách đến ít tuy không cần thuyết giới trở lại, như nếu khách có hai đức lớn hoặc cứng rắn có thể gây ra việc tranh cãi cần thuyết giới mà lại không thuyết. Đó là tỳ kheo không biết hồi tọa. Nếu là chúng không có ai biết bốn pháp trên thì không được ở chung một chỗ, còn thỉnh người biết pháp đến. Nếu thỉnh không được thì cả chúng nên đến sinh hoạt với chúng biết pháp khác. Nếu không thỉnh, không sinh hoạt với chúng biết pháp khác thì cả chúng phạm tội được kiết lan. Đã được lìa ý chỉ, lại được độ người và biết pháp lãnh đạo dẫn dắt đồ chúng, thì cần phải làm thanh tịnh thân miệng ý áo thức ăn. Làm thanh tịnh thân là rửa sạch đường đại tiểu tiện, các móng tay. Làm sạch miệng là sẽ đang xúc miệng, cạo lưỡi. Nó không tẩy rửa khi đại tiểu tiện. Phạm được kiết la và không được ngồi trên tòa cũ của sạch sẽ của tăng và đảnh lễ tam bảo. Dù đảnh lễ cũng không có phước đức. Nếu không xịa răng thì hoặc ăn, hoặc uống thuốc, hoặc uống nước đều phạm tội được kiết la. Nếu mặc y dơ mà đi vào làng phạm tội được kiết la. Thức ăn thanh tịnh là loại thức ăn chẳng phải là thức ăn dư của chúng ta, chẳng phải là loại thức ăn ở chung phòng với tình nhân qua đêm, chẳng phải là thức ăn đựng bằng bát dơ hay bát không được rửa bằng nước tháo đậu, không phải là thức ăn được đựng trong bát gỗ, thức ăn tự làm và thức ăn do mua bán mà được. Như vậy gọi là y áo thanh tịnh, cho nên phải mặc y sạch sẽ để ngồi ăn. Khi mới thành đạo, Đức Phật ăn cháo. Lúc nữ gia chủ đã nấu cháo xong, Đức Phật suy nghĩ các đệ tử xuất gia phải ngồi thế nào và ăn ra sao. Ngài quan sát thấy pháp chư Phật và các đệ tử đều ngồi xổm một bên để ăn và chỉ ăn một lần. Liền nghĩ, các đệ tử ta cũng vậy.
Lý do mặc y sạch là vì muốn hạn chế sự chướng ngại và phòng hộ các giới. Lý do ngồi chồm hổm là vì muốn giữ cho y sạch sẽ và trái với pháp của thế tục. Và cũng để ngồi trên cỏ ăn cho dễ. Ai ngồi xổm không đúng pháp phạm chính tội được kết là: một là chân trước chân sau, hai là dang rộng chân, ba là lắc lư, bốn là dựng chân lên, năm là ngồi tréo chân, sáu là rủ ba y dây bàn chân, bảy là kiển chân lên, tám là cẳng chân chồng lên nhau, chín là các đùi phế lên nhau. Như vậy đều phạm được kiết la, do không ngồi xổm phạm ba tội được kiết la. Thì vậy phải ngồi xuống để nhận hương là do ở nước Đạt Ba có trụ xứ tỳ kheo, phụ nữ dân hương đụng tay tỳ kheo, do đó tỳ kheo ấy khởi tâm dục liền bỏ đạo. Thầy hỏi lý do, tỳ kheo ấy liền nói rõ: vì thầy mới đến bạch Đức Phật. Đức Phật liền chỉ giới tỳ kheo nào đứng ở nhận hương phạm ở đúng la. Lý do không được ăn nhiều lần mà chỉ ăn một lần là vì nếu làm hoặc sinh hoặc nấu thì mất hết nửa ngày. Lại tăng thêm dâm dục, giận dữ hoặc si mê và không khác gì người thế tục. Vì thế chỉ ăn một lần. Ở trên đã nêu ra các phép tắc khác nhau của Sa Môn, nhưng chưa luận về việc mà người xuất gia phải làm. Cái việc đó là: một là tọa thiền, hai là tụng kinh, ba là làm các việc giáo hóa. Nếu làm đủ ba việc đó thì là hợp với pháp của người xuất gia. Nếu không làm cái việc ấy thì đó là hạng nửa sống nửa chết và gây ra nhân chịu khổ. Tỳ kheo nào thành tựu 10 pháp này thì được độ người và truyền giới của túc cho người thành tựu oai nghi, lo sợ, thận trọng với cả những tội nhỏ, học rộng, hiểu nhiều, có thể thọ trì những pháp mà Đức Phật dạy, tụng thông suốt luật của hai bộ, thì hiểu rõ ý nghĩa, có thể dạy cho đệ tử được tăng trưởng giới học, định học và tuệ học, có thể trừ bỏ sự nghi ngờ, thắc mắc của đệ tử, cũng có thể nhờ người khác trừ bỏ sự nghi ngờ ấy, có thể trị bệnh cho đệ tử và cũng có thể nhờ người khác trị bệnh. Nếu đệ tử khởi tà kiến ác, thì có thể dạy cho họ sợ bỏ tà kiến hoặc nhờ người khác làm cho họ sợ bỏ tà kiến ấy. Nếu đệ tử khởi ý nghĩ về sự an nguy của đất nước, thì có thể xoay chuyển ý nghĩ của đệ tử hoặc nhờ người khác xoay chuyển. Nếu đủ 10 hạ hoặc hơn 10 hạ và thành tựu 10 pháp, thì nên truyền giới cụ túc cho người: biết tội nặng, biết tội nhẹ, biết tội thô, biết tội có thể cứu, biết tội không thể cứu, biết tội có ít mê, biết tội không ít mê, đủ 10 hạ hoặc hơn 10 hạ. Thành tựu 5 pháp này thì nên truyền giới cụ túc cho người. Có thể dạy đệ tử được tăng trưởng về giới học, định học, tuệ học, việc làm kỹ lưỡng chắc chắn, luôn giữ chánh niệm. Ai thành tựu 5 pháp, 3 pháp như trên thì thông minh, biện tài. Có 5 pháp thành tựu là: thành tựu giới, thành tựu định, thành tựu tuệ, thành tựu giải thoát và thành tựu giải thoát trí kiến. Có 5 pháp thành tựu là: tự an trụ nơi giới, dạy người an trụ nơi giới, tự an trụ nơi định, dạy người an trụ nơi định, tự an trụ nơi tuệ, dạy người an trụ nơi tuệ, tự an trụ nơi giải thoát, dạy người an trụ nơi giải thoát, tự an trụ nơi giải thoát trí kiến, dạy người an trụ nơi giải thoát trí kiến. Lại có 5 pháp thành tựu là: thành tựu các giới du học, các định du học, các tuệ du học, các giải thoát du học, các giải thoát trí kiến du học. Lại có 5 pháp thành tựu là: có thể dạy đệ tử giới tăng thượng, phạm hạnh tăng thượng, biết có phạm hay không phạm, biết đã hối lỗi hay chưa hối lỗi, đủ 10 hạ hoặc hơn 10 hạ thì nên truyền giới cụ túc cho người, độ sa di hay là ý chỉ cho người cũng như vậy. Chúng tăng từ lớn đến nhỏ đều nghe rõ. Hôm nay là thời điểm bốn phương đều tập hợp đến đây. Phật khó được gặp, pháp khó được nghe, người hiền khó được gặp, ngày tháng quá mau. Nên các hiền giả đã trải qua bao nhiêu lần sanh, bao nhiêu lần chết, được sanh trong pháp
đã được thọ giới, đã được nghe pháp, đã được việc làm tốt, những tội đã phạm từ năm trước đến nay, hoặc tham lam, dâm dục, hoặc sân hận, hoặc ngu si, thì hôm nay đều phải nêu bày ra, chấp nhận ngu si, không được che giấu. Ở trong chúng người phạm tội mà nói dối, thì mắc tội hư, không thực, liền khinh che giới và tự hủy hoại. Tỳ kheo phạm giới dâm tên Kaluda, tỳ kheo phạm giới sát tên Kalu, tỳ kheo phạm giới trộm cắp tên Kalu Hoàng, tỳ kheo phạm giới phụ nữ tên Ca Hoàng. Đều ở nước Xá Vệ, tỳ kheo cất thất tên Kalu ở tại nước Xá Vệ. Tỳ kheo thủ dâm làm xuất tên tên Kaluda ở nước La Dược Kỳ. Có tỳ kheo tên Kaluda dẫn 500 đệ tử đến ở tại nước Ni Diễn. Trong 13 tăng tạng, có 3 giới không cần sám hối. 3 giới đó là: gặp người che giấu tội lỗi thì không cần sám hối, không giúp đỡ nhau một cách chân thật thì không cần sám hối. Đối với vợ của đàn Việt và các thiếu nữ dâm loạn thì không cần sám hối. 3 giới còn lại thì phải sám hối. Nếu phạm quá một ngày, phải lập tức sám hối trong 3 ngày. Nếu quá 3 ngày không sám hối, thì phải sám hối trong 7 ngày. Nếu 7 ngày không sám hối, phải sám hối trong 15 ngày. Nếu quá 15 ngày mà không sám hối, thì phải sám hối trong 30 ngày. Nếu quá 30 ngày mà không sám hối, thì phải thọ giới lại. Nếu không thọ giới lại, thì chẳng phải sa môn. Trong luật không có căn này, không biết nó rút ra cho sách nào. Nếu muốn sám hối thì phải có đủ 20 vị, không đủ 20 vị thì không được sám hối. Ba mươi xã đọa đều phải sám hối, phải đủ 7 tỳ kheo, thiếu một người thì không được sám hối. Nếu phạm thì phải sám hối trong ngày hôm ấy và sám hối liên tục 3 ngày. Nếu quá 3 ngày không sám hối thì phải sám hối 7 ngày. Nếu quá 7 ngày không sám hối thì phải sám hối trong 15 ngày. Nếu quá 15 ngày không sám hối thì phải sám hối 30 ngày. Nếu quá 30 ngày không sám hối thì phải sám hối 90 ngày. 90 ba giật đề đều phải sám hối. Nếu phạm quá 1 ngày được sám hối thì phải sám hối suốt 3 ngày. Nếu quá 3 ngày không sám hối thì phải sám hối suốt 7 ngày. Nếu quá 7 ngày không sám hối thì phải sám hối 15 ngày. Quá 15 ngày không sám hối thì phải sám hối 30 ngày. Quá 30 ngày không sám hối thì phải sám hối 90 ngày. Nếu sám hối phải đủ 4 vị. Ai có đủ 10 việc sau thì được làm thầy Yết Ma: một là thọ giới đã lâu, hai là có danh tiếng, ba là có trí tuệ, bốn là biết phương tiện, năm là có thể phát sinh công đức, sáu là có đức, bảy là được chúng tăng tín nhiệm, tám là được đàn Việt tín nhiệm, chín là có thể lui tới với đàn Việt, 10 là phải đủ 10 hạ. Là có 4 việc phải nên đi: một là nhà cửa hư nát, hai là không có đàn Việt, ba là nhiều ruồi mũi trùng độc, bốn là vua ghét đạo. Là có 4 việc nên đi: một là làm sứ giả cho tháp, hai là làm sứ giả cho chúng tăng, ba là làm sứ giả cho 3 vị thầy, bốn là đã học hết những điều mà 3 thầy đã biết. Phải theo thầy đi tìm người hết sức sáng suốt. Có 4 việc mà khi đến nước khác không đem theo y, vẫn không có tội: một là không có chùa tác, hai là không có chúng tăng, ba là trộm cướp, bốn là vua không thích đạo. Có 7 nơi không nên dừng lại: một là giữa chợ, hai là lò mổ, ba là nơi tế tự, bốn là giữa cầu, năm là đầu cầu, sáu là ngã tư đường, 7 là nơi vắng vẻ. Đó là 7 nơi mà ác quỷ cư trú.
Ngủ dậy muốn ra khỏi cửa thì phải giữ năm việc sau. Một là xuống giường, không được làm cho giường phát ra tiếng. Hai là bằng dép phải dụ nước. Ba là phải đứng ngay ngắn, mặc pháp y. Bốn là trước khi mở cửa phải khẩy móng tay 3 lần, không được làm cửa phát ra tiếng ồn. Năm là nếu trong thất có tượng Phật thì không được quay lưng mà đi ra, phải quay lưng về phía cửa mà đi thụt lui ra, không được đứng nói chuyện với người khác. Tắm rửa xuất miệng có 5 việc cần phải tránh. Một là không sửa lưng về phía ấy. Hai là không được hướng về tháp Phật, không được sửa lưng về phía ấy. Ba là không được hướng về hòa thượng Asala và cũng không được ngồi xe lưng về phía ấy. Bốn là không được làm việc trên việc ấy trên nguồn nước hay đất sạch. Năm là không được ở trong ấy nói chuyện với người khác, cũng không được nhận sự lấy lại của người. Dùng tâm xỉa răng phải lưu ý 5 việc. Một là độ dài đúng lượng. Hai là phải chỉ đúng pháp. Ba là đầu để xỉa răng không lớn quá 3 phần. Bốn là xúc miệng phải nhầm 3 lần. Năm là phải dùng nước để xúc miệng tắm rửa. Kèo lưỡi có 5 việc. Một là không được quá 3 lần. Hai là lưỡi bị chảy máu phải ngưng. Ba là không được vẫy tay làm dơ tăng dạ lê hoặc chân. Bốn là không được vứt bỏ tâm sự đang ở giữa đường đi. Năm là thường để nó khuất. Lúc lấy ca sẽ để mặc có 5 việc. Một là dùng tay gãi lên thân mình thì không được mặc y ngay, nó phải rửa tay. Hai là chưa rửa tay thì không được cầm y, cầm ca sa. Ba là không được thả y từ trên xuống dưới, phải xếp lên tay trái rồi nâng ở phía dưới. Bốn là sau khi đã cầm y thì phải dụ y rồi mới mặc. Năm là không được vắt y ra đằng trước, móc y lên tay. Lại có 5 việc. Một là phải giữ y ở mức độ vừa phải, không được để chấm đất. Hai là hai đầu phía dưới không được để đụng chân. Ba là khi mặc ca sa không được hướng về tháp Phật, quay lưng về phía ấy. Bốn là không được hướng về phía tượng tọa hoặc 3 thầy và cũng không được quay lưng về phía ấy. Năm là xếp ca sa không được dùng miệng ngậm và không được dùng 2 tay giữ. Nhiều tháp có 5 việc. Một là cúi đầu ngó xuống đất. Hai là không được đạp trùng. Ba là không được nhìn ngó hai bên. Bốn là không được gạt nhổ lên vùng đất ở trước tháp. Năm là không được đứng trong tháp nói chuyện với người khác. Khi nhiều tháp phải nghĩ về 5 việc. Một là phải niệm công đức của Phật. Hai là phải niệm giới kinh của Phật. Ba là phải niệm trí tuệ của Phật. Bốn là phải nghĩ ơn Phật rất khó báo đền. Năm là phải nghĩ về sự tinh tấn cho đến nhập niết bàn của Phật. Lại có 5 việc. Một là phải nghĩ về chúng tăng. Hai là phải nghĩ về ơn của thầy. Ba là phải nghĩ về ơn của cha mẹ. Bốn là phải nghĩ về ơn của bạn đồng học. Năm là phải nghĩ về việc làm cho mọi người đều giải thoát, xử lý tất cả khổ. Lại có 5 việc. Một là nghĩ về việc học trí tuệ. Hai là phải nghĩ về việc trừ ba độc. Ba là phải nghĩ về việc cầu đạo giải thoát. Bốn là thấy quả mộc trên tháp phải cẩn thận dùng tay và bỏ, không được nhổ mạnh. Năm là thấy có vật bất tịnh phải dọn dẹp. Lại có 5 việc. Một là trời mưa phải cởi giày bỏ dưới tháp rồi mới lên lễ Phật. Hai là phải ngồi thứ tự từ lớn đến nhỏ và phải thăm hỏi nhau.
Ba là tăng có việc sai đi, phải đi lập tức. Bốn là bốn ra đi, phải báo cho người ở lại biết. Năm là nghe tiếng truyền chùy, phải lập tức đến nơi họp mặt. Buổi chiều giờ phòng, phải lưu ý 5 việc. Một là muốn vào, phải đứng kẻ móng tay 3 tiếng rồi mới vào, không được làm cửa phát ra tiếng độ, tiếng ồn. Hai là giày dính bùn dơ, phải cởi bỏ ở ngoài. Ba là phải làm đúng cách cởi cà sa để ở nơi thường để. Bốn là phải lau giày rồi đem để ở nơi kín đáo. Năm là sau khi tắm rửa thì muốn người ở đâu tùy ý. Muốn lên giường phải lưu ý 5 việc. Một là từ từ ngồi lên giường, hai là không được bò lên giường, ba là không được để giường gây ra tiếng động, bốn là không được lau chùi giường quá mạnh nên tiếng ồn, năm là rửa chân chưa khô thì phải lau cho khô. Ở trên giường có 5 việc. Một là không được tặng hàng lớn, hai là không được nói chuyện rộn ràng, ba là không được thở than thở nhớ nghĩ về thế gian, bốn là không được nằm giữa vách, năm là muốn ngồi dậy phải đúng thời, nếu tâm tán loạn không yên thì phải tự trách rồi mới ngồi dậy. Kinh hành có 5 việc. Một là phải ở nơi vắng vẻ, hai là phải ở nơi trước cửa, ba là phải ở trước giảng đường, bốn là phải ở dưới thác, năm là phải ở dưới gác. Là có 5 việc. Một là không được ngồi trên gác, hai là không được cầm gậy đi trong chùa, ba là không được nằm tụng kinh, bốn là không được mang dép, năm là không được giở chân quá cao đạp xuống đất gây ra tiếng động. Năm có 5 việc. Một là phải hướng đầu về phía Phật, hai là không được nằm mà ngó Phật, ba là không được duỗi thẳng hai chân, bốn là không được nằm hướng về phía vách tường, bốn không được nằm sấp, năm không được vắt chân chạy ngủ, và ghép hai chân lên nhau, phải ghép đầu lên bàn tay, xếp hai bàn chân và chồng hai đầu gối lên nhau. Ban đêm á, ngồi dậy tụng kinh có 5 việc. Một là không được nghĩ đến sự thông suốt về giới kinh của mình, người khác không bằng ta, hai là giả sử không thông suốt thì không được nói giới kinh của ta không thông suốt, chính vì việc của tỳ kheo ấy nên làm rối loạn ý của ta. Ba là không được ngồi nghĩ việc ác của người. Bốn là giả sử ngày mai muốn hỏi chỗ nào và vân vân, không được hỏi lòng vòng mà phải hỏi thẳng điều mình chưa hiểu. Năm là không được nghĩ, phải đem những lời trong kinh này đi hỏi cho người khác bí, nó có ý nghĩa như vậy thì chẳng phải pháp của người thì. Ở trong chùa có 5 việc. Một là không được mang giày da lên trên tháp, hai là không được đi ngược chiều trong tháp, ba là không được xoay lưng về phía Phật khi đi ra cửa, bốn là không được gạt nhổ trên tháp, năm là không được ngồi trên lan can. Lại có 5 việc. Một là không được lấy vật không thích hợp để nơi không thích hợp, hai là sau khi trở về nhà không được dùng quá nhiều nước của thầy trị sờ được rửa tay, ba là không được dùng nhầm khăn tay của người, bốn là không được rửa chân trên giếng của mọi người, năm là không được lấy nhầm bất cứ vật gì của mọi người, có lấy vật gì phải báo với chủ. Là có 5 việc. Một là không được cùng bạch y cãi lộn mắng nhau, hai là khi nói chuyện với người không được lắc đầu, ba là không được ngồi trên giường của thượng tọa, bốn là không được ngồi sạc chân ở trước thượng tọa, năm là không được ngồi ngang hàng với hòa thượng Asala. Là có 5 việc. Một là không được trèo cây, hai là không được cầm trái lê ném cho người, hay là không được đem nước tạt người, bốn là trong nước có trùng không được uống và rửa,
Đâm là tỳ kheo không được trả thù người đã mắng mình, là có 5 việc: một là không được giận dữ đánh mắng súc sanh, hai là không được dùng lời nói ác mắng người là súc sanh, ba là không được ngồi nằm vẽ trên giường, bốn là không được bôi hương khoa phấn sáp lên thân, năm là không được ca ngâm múa hát, nếu có ai biểu diễn âm nhạc thì không được đi xem nghe. Lúc ăn có 5 việc: một là tỳ kheo ăn cơm không được nói tôi biết lúc nào sẽ chết, chỉ nên ăn cho no. Hai là tỳ kheo ăn đã no, thí dụ là mang cơm đến thêm thì tỳ kheo không được nhận. Ba là tỳ kheo ăn cơm còn dư không được ném cho người khác, không được vứt trên cỏ. Bốn là cơm còn dư phải mang đổ trên nước sạch. Năm là người chỉ có dư ít cơm mà thỉnh tỳ kheo đến ăn cơm thì không nên đến. Lại có 10 việc: một là khi đến phải khẽ móng tay rồi mới vào, hai là quan sát chỗ ngồi rồi mới ngồi, ba là dưới chỗ ngồi có tiền dao trái cây dưa thì không nên ngồi, bốn là nếu có binh khí y éo đồ vật ở dưới chỗ ngồi hoặc chỗ ngồi dính đầy bụi đất thì không nên ngồi, năm là những đồ vật được trang trí đẹp bằng vàng bạc thì không ôm và sờ vào, sáu là không được thường xuyên nhìn phụ nữ ở gia đình đàn việc, bảy là phải ngồi đúng pháp, tám là chưa ăn không được thuyết pháp cho người, chín là không được lấp cơm lên canh để mong được nhận thêm, mười là ăn chưa no thì không được nói. Có 5 trường hợp không nên đảnh lễ: một là đến nhà cư sĩ rồi trở về thì không được đảnh lễ người khác ở giữa đường, cũng không nên nhận sự đảnh lễ lại của người. Hai là thường tọa nằm thì không nên đảnh lễ, cũng không nên nằm nhận người khác đảnh lễ. Ba là thường tọa xúc miệng thì không nên đảnh lễ, thì mình đang xúc miệng cũng không nên nhận lễ của người khác. Bốn là thường tọa nhận mâm chưa xong thì không nên đảnh lễ, thì mình dọn mâm cơm mâm chưa xong và không được nhận người khác đảnh lễ. Năm là thường tọa đang ăn thì không được đảnh lễ, tụi mình ăn cũng không được nhận sự đảnh lễ của người. Lại có 5 trường hợp không nên đảnh lễ: một là khi đang đọc kinh cầm kinh thì không nên đảnh lễ thường tọa, hai là thường tọa ở chỗ thấp ở chỗ cao thì không nên đảnh lễ, ba là thượng tọa đi ở phía trước mà thì không được theo sau đảnh lễ phía sau, bốn là không được ngồi trên ghế và đảnh lễ thượng tọa, năm là không được đội mũ và đảnh lễ Phật hoặc ba thầy chúng tăng thượng tọa, và mắc tội nặng thì cũng không được đảnh lễ. Tỳ kheo mặc y lót phải chú ý 5 việc: một là không được mặc lộ người, hai là phải giữ cho bốn phía bằng phẳng, ba là phải xếp cho đầu mối nằm gần phía bên trái, bốn là buộc dây thắt lưng về phía phải, năm là buộc dây thắt lưng ba vòng không được để thòng hai đầu. Ở trần mặc y lót có 10 việc: một là nếu không có áo che nách ở trong thì không được mặc ca sa, hai là không được đến trước tượng Phật trên tháp, ba là không được vào trong giảng đường, bốn là không được đến trước ba vị thầy, năm là không được cùng nói kinh với thượng tọa, sáu là không được đến cùng ngồi với thượng tọa, bảy là không được đứng ngồi trên giường của thượng tọa, tám là không được vào phòng của thượng tọa, chín là không được vào nhà ăn hoặc đến trước chúng tăng, mười là nếu bên trên không có áo lót thì không được ra khỏi cửa
Phật xuống lầu quá ba thước. Mặc ba pháp y có năm việc: một là nên mặc ở trên y lót, không có y lót ở trong thì không được mặc an đà hội. Hai là ở trong có y lót nhưng không có an đà hội thì không được mặc út đà la tăng. Ba là có mặc an đà hội bên trên, không có út đà la tăng thì không được mặc tăng già lê. Bốn là ba y mặc đều đặn từ trong ra ngoài. Năm là không được quá ba màu, phải đi bộ như pháp, đó là pháp đi đường. Mang bát có năm vị: một là phải buộc thắt lưng cho chắc chắn, hai là phải đặt bát dưới nách trái, ba là khi đi phải để bát hướng ra ngoài, bốn là không được để thòng đụng gót chân, năm là ăn cơm xong phải mang bát trở về. Rửa bát có năm việc: một là dùng nước tới đậu hoặc đậu đen để rửa, hai là không được rửa ở đất sạch, ba là không được hướng về tháp chúng tăng hoặc ba thầy, bốn là không được hắt đổ nước tung tóe, năm là không được dùng khăn dơ lau trong ngoài bát. Mỗi người phải có một cái khăn khô, dùng tay lau cho khô thì tốt. Khi muốn ra hợp mặt gấp thì phải phơi dưới mặt trời hoặc hơi lửa. Cầm chìa khóa có năm việc: một là khi muốn ra khỏi phòng phải đến chỗ thường để mà lấy rồi đeo trong ngón tay. Hai là muốn đóng cửa không được cầm móc khóa kéo mạnh mà phải nhìn kỹ. Ba là muốn mở cửa không được cầm móc khóa mở bật cửa ra mà phải mở từ từ. Bốn là đặt then khóa ở ngay nơi gần tầm tay. Năm là cứ 7 ngày là phải lau chùi một lần. Lại có năm việc: một là không được ngồi cùng chiếu với người nữ, hai là nếu gặp thầy thuốc giỏi thì không được theo hỏi các việc về y dược, ba là không đăng cãi với người đời, bốn là khi ngồi đối diện với người nữ không được nói lung tung những việc không cần thiết, năm là nếu thấy việc gì không vừa ý thì phải đứng dậy bỏ đi. Đến nhà người để đọc kinh có năm việc: một là phải đủ bốn người, hai là khi đến là phải ngồi theo lớp đúng pháp, ba là phải xem thử có nên đọc kinh hay không, bốn là nếu người ngồi trên chiếu không muốn nghe kinh thì hãy chấm dứt, năm là nếu trong pháp hội có người say nói là không khác thì không nên đọc kinh nữa. Có ba lý do là tỳ kheo đến nhà quan lại quốc vương: một là vì công việc của thầy, hai là được mời đến đọc kinh cho người bệnh, người chết, ba là tỳ kheo được mời đến thọ trai. Có bảy việc không nên đến: một là không được đến để mong cầu, việc riêng, hai là không được đến liên tục vì mọi việc, ba là không được cố ý đi theo để xin việc làm, bốn là nếu có đến thì không được nói các việc về thuốc thang, năm là nếu họ mời tỳ kheo đến để hỏi các việc về thế gian hoặc vấn nạn về kinh ngoại đạo, sáu là mời tỳ kheo đến để xem sao hạn ngày cốt ngày sáu, bảy là nước ấy muốn xuất binh mời tỳ kheo đến để bàn việc quân theo pháp của người hiền thì không nên đến. Lên tòa ca đọc kinh có năm việc: một là trước hết phải lạy Phật, hai là phải lạy kinh pháp thượng tọa, ba là trước hết phải bước lên bệ rồi mới ngồi xuống, bốn là phải hướng về thượng tọa, năm là vịnh tay lên tòa rồi mới ngồi. Ngồi có năm việc: một là khi ngồi phải giữ cho pháp y ngay thẳng, hai là khi tiếng kiền trì dứt thì phải tụng đọc một bài kệ,
ba là phải tùy đọc tùy cái nhân duyên, bốn là nếu có người không vừa ý mình thì không nên nổi sân hận khi lên trên tòa, năm là nếu có người cúng dường vật gì không nên đặt ở trước mặt. Không nên nói kinh, có năm việc: một là người không kính ba vị thầy, hai là người phạm giới, ba là người phỉ báng đạo Phật, bốn là tỳ kheo hỏi kinh không đúng pháp, năm là không nên nói giới kinh của tỳ kheo cho bất y nghe, nếu nói thì phạm tội. Là có năm việc: một là níu kéo cặp kè nhau, hai là ngồi chung trên giường nhỏ, ba là người biết chút ít kinh muốn đến vấn nạn tỳ kheo, bốn là nói kinh nhưng mọi người không nghe, năm là bệnh say đều không nói pháp cho họ. Muốn ngồi thiền là có năm việc: một là phải tùy thời, hai là phải được chiếc giường an ổn, ba là phải ngồi ngay ngắn, bốn là phải được nơi yên tĩnh, năm là phải có người hướng dẫn. Thật lại có năm việc: một là phải có đàn việc tốt thuần thành, hai là phải có ý tốt, ba là phải có thuốc tốt, bốn là phải có thể uống thuốc, năm là phải được trợ giúp tốt, như vậy mới được phát triển. Tùy thời là bốn thời: chiếc giường an ổn nghĩa là giường dây, giường ghế mềm nghĩa là ghế lông, nơi yên tĩnh là bên gốc cây trong núi, ở chùa riêng không ở chung với người khác, bạn lành là người ở chung, đàn việc tốt là giúp cho người không có mong cầu, ý tốt là có thể quan sát điều tốt, thuốc tốt là có thể điều phục ý, có thể uống thuốc là không nghĩ về vạn vật, sự trợ giúp tốt là dây ngồi thiền, dây ngồi thiền có năm: một là rộng 1 thước, hai là dài 8 thước, ba là đầu dây có móc, bốn là phải quấn 3 lớp, năm là không được dùng cỏ tươi, cũng không được dùng móc bằng vàng. Các làm việc nên dùng ghế ngồi: một là cho đại chúng ngồi, hai là khi vào thành, ba là khi mãn 90 ngày, bốn là khi ở cùng chỗ với ba thầy và để bày tỏ sự cung kính, năm là đến nhà bạch y hoặc nhà khách đều không nên tự ngồi một mình trong phòng, trừ khi nghỉ ngơi được dùng một mình. Là có năm việc: một là phải dùng cỏ lau nhà, hai là phải làm đúng pháp, ba là không quá 2 lớp, bốn là không được dùng tơ khâu lại, năm là phải mặc đúng pháp, không được để nơi ẩm thấp. Là có năm việc: một là không được mang để lạy Phật, hai là không được mang để vào ngồi trong chúng, ba là không được mang đi lên tháp Phật, bốn là không được mang kinh hành, năm là khi trời mưa không được mang để đi khất thực. Là có năm việc: một là không được mang vào thất của ba thầy, hai là không được mang đến hỏi kinh, ba là không được mang đến đảnh lễ hòa thượng Ajahn, bốn là không được mang đến lễ chúng tăng, năm là ngày đêm không được dùng để tắm rửa. Có năm việc phải vào thất của nhau: một là hỏi thăm nhau, hai là đến thăm bệnh đau, ba là hỏi kinh, bốn là muốn mượn vật gì, năm là chúng sai đến mời. Đi đến gặp người khác có năm việc: một là phải đứng ở ngoài kẻ móng tay, hai là đi vào phải bỏ mũ xuống, ba là phải đảnh lễ, bốn là phải đứng ngay ngắn đợi người đợi mà ngồi rồi mới ngồi, năm là không được quên mang kinh vào. Hỏi kinh có năm việc: một là xuống giường phải hỏi đúng như pháp, hai là không được ngồi chung mà hỏi, ba là phải hỏi thẳng những cái chỗ không hiểu, bốn là không được để tâm chạy theo duyên bên ngoài, năm là nếu đã hiểu thì phải đảnh lễ xác đất rồi trở về. Ra khỏi nhà là có năm việc: một là không bảo
mua thứ ấy đến, tôi muốn ăn, hay là không được lấy trái cây đưa cho sa di và bảo ông hãy tác tình và trao lại cho ta. Ta muốn ăn. Ba là không được nằm trên giường của người khác và nói đùa. Bốn là không được khạc nhổ lên đất sạch của người. Năm là người gọi đất đúng pháp thì không được nổi giận và bỏ đi. Đó là cung kính. Hòa thượng phải có 15 đức. Một là phải biết giới, hai là phải giữ giới, ba là không phạm giới, bốn là phải biết kinh, năm là phải tự ghi nhớ, sáu là phải dạy kinh, bảy là phải đăng dạy, tám là phải dạy rèn luyện ý, chín là phải dạy thọ nhận vừa phải, mười là phải dạy phép tắc, mười một là phải phép độ, mười hai là có thể dẫn dắt đàn việc, 13 là không được có tâm riêng tư, 14 là có ai mang đồ vật đến phải nói đều là vật của chúng, 15 là chăm nom bệnh nhân và giúp họ bất bệnh. Là có 10 việc. Một là có đệ tử thì phải lo cho đệ tử có đầy đủ y áo thức ăn. Hai là phải có thể dạy kinh và có thể dạy ý nghĩa của kinh. Bốn là không hiểu được kinh gì sâu xa đều phải dạy đệ tử. Năm là đệ tử hỏi điều gì đều phải trả lời được. Sáu là có thể phân biệt giọng nói tội và đến ba đường ác. Bảy là có thể dạy cho họ có trí tuệ như mình hoặc hơn mình. Tám là phải dạy trì giới phân biệt, biết được việc làm. Chín là phải dạy giới thiệu sự hiểu biết của mình. Mười là phải xét rõ ý tứ khả năng của đệ tử. A sẽ lê phải có năm đức. Một là phải thông hiểu bốn bộ a hàm. Hai là phải có đầy đủ giới đức. Ba là phải có trí tuệ. Bốn là phải có đức lớn. Năm là phải tự giữ gìn. Là có năm việc. Một là làm thầy phải tự giữ giới. Hai là sứ giả. Hai là giả sự y áo của đệ tử bị rách và cung cấp cho họ y áo mới. Ba là đệ tử đau bệnh thì có thể chăm nom. Bốn là phải hướng dẫn họ bố thí dạy rõ về tội phước. Năm là đủ 10 hạ mới nên làm hòa thượng và phải đầy đủ kiến thức. Là có năm việc. Một là phải dạy học trí tuệ. Hai là phải dạy siêng năng tụng kinh. Ba là phải dạy cho có thể hiểu kinh. Bốn là phải dạy những kinh sâu xa. Năm là phải dạy họ đường tránh luận về kinh giới như thế. Là có năm việc. Một là phải răng dạy. Hai là phải dạy nhận vừa đủ. Ba là phải dạy họ biết giới. Bốn là phải dạy trì giới. Năm là phải dạy tùy thuận theo hòa thượng. Phải đầy đủ 10 hạ và biết hết mọi việc. Hầu thầy có năm việc. Một là phải kính sợ thầy. Hai là phải tuân theo sự răng dạy của thầy. Ba là phải thuận theo ý của thầy. Bốn là phải hiểu lời thầy nói. Năm là không được trả lời thầy dạy. Là có năm việc. Một là sáng chiều phải đến hỏi thăm sức khỏe. Hai là khi đến phải mặc cà sa bờ mũ. Ba là đến cửa phải khải ngón tay 3 lần, không được ngang nhiên bước vào. Bốn là phải đảnh lễ sát đất rồi quỳ phía dưới phía trước hỏi thăm sức khỏe. Năm là nếu thầy nói này con, người nào đến đây nói về việc không đúng pháp của con mà con đã làm, con có biết mình đã phạm tội không? Nếu mình có phạm thì phải lập tức sám hối. Con thật ngu si, nếu không có thì không được nói ngược lại. Thầy bảo đi thì phải đứng dậy đảnh lễ rồi ra khỏi phòng. Là có năm việc. Một là phải vì thầy mà bưng bô đi đổ đồ bất tịnh rồi sạch rồi mang vào. Hai là phải lau chùi giường chiếu mền gối, xếp mền gối. Ba là phải xếp ca sa để nói thầy thượng đế. Bốn là đứng đợi thầy dạy không được ngồi ngay, thầy bảo 3 lần mới được ngồi. Nếu thầy hỏi con thuộc kinh chưa mà không bảo tụng thì không được tụng ngay. Năm là nếu muốn hỏi giới kinh thì phải xem lúc này có nên hỏi hay không nên hỏi. Là có 5 việc nên báo. Một là gội đầu, cạo tóc hay là tắm rửa. Ba là ra đi. Bốn là làm việc chúng. Năm là bệnh đau uống thuốc. Để tới hầu thầy có 20 việc. Tỳ kheo may phép y có 5 việc. Một là phải đảnh lễ sát đất. Hai là phải trình bày sự việc. Hôm nay con may y, con xin bạch thầy rõ. Ba là thầy im lặng không đáp thì phải đứng dậy đảnh lễ. Bốn là nếu cho phép làm thì phải thọ giáo như pháp. Năm là nếu thầy bảo chưa được làm hãy mở rộng chuyện đó, như vậy đó thì phải theo lời dạy đó,
không được làm trái. Lại có 5 việc. Một là không đổ 3 y thì phải mau chóng may cho đủ. Hai là đã đủ thì không được may thêm. Ba là pháp y đã rách thì nên may. Bốn là pháp y chưa quá rách thì không nên may. Năm là phải may y cho đúng kích thước, được may bằng 3 màu xanh vàng một lan, đó là y phục. Nhuộm pháp y có 5 việc. Một là phải dùng vật sạch, hai là phải nhuộm nơi kinh đáo, ba là phải làm sao cho chắc, bốn là không được lìa y, năm là phải thường trông coi. Mặc pháp y có 5 việc. Một là đến nhà đàn vì không được bày ngực mà đi vào, hai là không được bắt pháp y qua khuỷu tay mà đi vào, ba là không được vung vẩy pháp y mà vào cửa, bốn là không được bắt ngự pháp y mà vào mà đi vào cửa, năm là không được quay nhìn hai bên. Khi đi mặc pháp y có 5 việc. Một là giữa đường gặp ba thầy phải bày vai phải, hai là phải che hai vai từ cổ họng trở xuống, dĩ chừa bàn tay phải, ba là che hai vai được thò tay bên phải ra từ bên dưới, bốn là đi đường sình lầy được dùng một tay phía ấy, năm là khi trở vào nhà sợ ý chưa được dùng một hai tay phía ấy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyễn Thượng cũng còn dài. Hai trang. Khâu lên mặt tăng già lễ có 3 việc. Một là khi làm tháp, hai là khi làm việc cho tăng bốn phương, ba là làm việc của tỳ kheo tăng. Cho tới 10 việc. Một là vé chưa xong, hai là giặt chưa xong, ba là sa di cầm khóa đi ra đi vào, bốn là có gió lớn, năm là có mưa, sáu là lục lội, bảy là có lửa lớn, tám là gặp quan huyện, chín là gặp trộm cướp, mười là làm việc cùng người nữ. Lại có 5 việc. Một là bùng lầy ẩm thấp, hai là sương mất, ba là trời âm u, bốn là vào núi, năm là đi xa. Phơi pháp y có 5 việc. Một là gió thổi mạnh không được phơi, hai là cứ 6 ngày phải phơi một lần, ba là không được phơi ngang đường đi, bốn là không được phơi quá lâu, năm là không được xếp ngay mà phải đợi đêm vào hết. Giải pháp y có 5 việc. Một là không được dùng chân đạp, hai là không được dùng hai tay nắm vò, ba là không được dùng hai tay nắm kéo, bốn là không được dùng y áo đùa giỡn với người khác, năm là không được xếp y áo để dưới chiếu. Là có 5 việc. Một là đặt y trên khay khăn sạch, hai là muốn xếp mang vào phải nhận từ tay người khác, ba là đem vào phải để nơi thường để, bốn là không được đem y khác đặt lên, năm là không được xếp phép y phải nằm lên đó. Là có 5 việc. Một là không có 3 pháp y thì không được vào ngồi giữa chúng ta. Hai là pháp y không đủ thì không được vào nghỉ trong chùa. Ba là đi ra sau nhà rửa tay không được mặc y. Bốn là đi ra sau nhà chưa dùng nước thì không được lên tháp. Năm là đi ra sau nhà phải cởi ca sa và áo lót, gội đầu cạo tóc phải báo. Có 5 việc. Một là từ ngày 15 đến ngày 15 phải báo, gội đầu cạo tóc xong phải báo, hai là tắm rửa phải báo, ba là cái móng tay móng chân phải báo, bốn là như thường lệ hoặc nhỏ nhặt thì không cần báo, năm là tự biết không đúng thời thì đều không nên báo. Khi sắp ra đi phải báo. Có 5 việc. Một là phải đảnh lễ sát đất, hai là phải đứng ngay ngắn nói rõ sự việc, ba là khi đã được chấp nhận thì phải đến đảnh lễ, bốn là thầy đã ở lại thì không được làm trái lời thầy, năm là muốn trở vào phòng để đọc kinh,
Vào phòng tắm có 25 việc. Một là phải cúi đầu mà vào, không được ngó lên. Hai là phải ngồi từ từ đất, không được lộn xộn. Ba là không được đọc kinh nói bậy. Bốn là nói lời chúc phúc. Không được lấy nước rửa. Năm là không được lấy nước nóng để dùng. Sáu là không được lấy nước rưới vào lửa. Bảy là không được quà trách lửa nhiều ít. Tám là không được dùng nước, dùng nhiều nước của người khác. Chín là không được giặt y, khăn tay ở trong đó. Mười là tắm xong phải để ngay. 11 là hòa thượng sẽ ở trong đó thì không được vào. 12 là ba thầy tắm thì đang vào phải quay trở lại. 13 là ba thầy tắm phải cầm y đứng đợi bên ngoài. 14 là đã ra thầy y thì phải lấy khăn tắm đem giặt. 15 là tụi mình vào tắm phải báo. 16 là khi vào phải thoa dầu mè. 17 là phải dùng đất. 18 là phải dùng thảo độc. 19 là phải dùng tro. 20 là phải dùng nước nóng rồi mới dùng nước. 21 là phải tụng kinh ít nhiều. 22 là phải mang nước đến chỗ tắm. 23 là không được đứng trước tường tòa. 24 là nếu không có tường tòa thì phải chúc phúc cho đàn Việt. 25 là khi đi ra không được đứng ngoài gió và phải mau chóng vào phòng. Và nhà sư ấm có 25 việc. Một là phải ngồi theo thứ lớp. Hai là mỗi người tự động kinh. Ba là phải tư duy về đạo. Bốn là không được vô phép đến trước tường tòa. Năm là không được không cùng người hạ tòa nói chuyện với gian. Sáu là nghe tiếng kiền trùy phải đi lại Phật. Bảy là lại chúng ta. Tám là không được ngồi chỗ dành cho thượng tòa, chính là không được quay nhìn hai bên mình nói chuyện. Mười là không được khạc nhổ làm dơ đất sạch. 11 là không được quả mắng hạ tòa. 12 là không được la mắng người đốt lửa. 13 là không được thoạt ra thoạt vào. 14 là không được bước đi gây ra tiếng ồn. 15 là khi đi ra phải đóng cửa. 16 là nếu cửa đã đóng thì phải khải móng tay. 17 là không được kéo mạnh cửa gây tiếng ồn. 18 là khải móng tay xong phải giữ tâm yên tĩnh mà đọc kinh. 19 là tự đọc kinh không được nói chuyện. 20 là người khác đang đọc kinh không được nói lung tung. 21 là đọc kinh chưa xong không được đứng lên ngồi xuống nhiều lần gây ra tiếng ồn làm loạn tâm ý người khác. 22 là đọc kinh chưa xong không được bỏ đi nằm nghỉ trước. 23 là chúc phúc chưa xong không được mở cửa bỏ đi. 24 là phải lạy Phật. 25 là phải lạy thượng tọa. Và giảng đường có 5 việc. Một là phải đảnh lễ thượng tọa. Hai là không được cởi cái sách trước mặt thượng tọa. Ba là không được lớn tiếng. Bốn không được tụ tập nói cười. Năm là thượng tọa nói kinh và chú ý lắng nghe. Là có 5 việc. Một là khi người khác đang nói kinh, dù lúc đúng hay sai cũng không được cắt lời giữa chừng. Hai là khi họ đã nói xong mới từ từ đứng dậy nêu lên thắc mắc. Ba là không được tranh cãi với nhau về kinh điển bằng ý xấu. Bốn là không được nổi giận nằm trên ghế của người. Năm là không là phải tư duy tự trách. Phương đáp kinh có 3 việc nên hỏi, 3 việc không nên hỏi. Một là người kia mạnh khỏe thì hỏi. Hai là lúc người kia vui vẻ thì nên hỏi. Ba là người kia tự nói kinh theo thời thì nên hỏi. Người kia không khỏe thì không nên hỏi. Người kia không vui vẻ thì không nên hỏi. Người kia đang nói về việc khác thì không nên hỏi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đại Tỳ Kheo Tam Thiên Oai Nghi Quyển Thượng.